ơi, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT đưa các bạn đi ăn bún cá Nha Trang. Trời ơi, cái món này rất là ngon. Tới Nha Trang nhất định phải ăn. Mỗi lần mà mình tới Nha Trang là mình thèm cái món này các bạn ơi. Tại vì không đâu nấu ngon bằng cái tiệm này hết trơn. Mình ăn một lần mà mình giống như mình vấn vương mãi là ở đây. Trời, người ta nấu ngon lắm các bạn ơi. Và cái địa chỉ bây giờ mình quay cho các bạn xem cái nhà hàng đây nhìn như thế nào nha. Bây giờ người ta đang sửa đường cho nên nhìn nó hơi khác hồi lúc trước mình đi á. Đây là tiệm bún cá Nguyên Loan. Đó, địa chỉ là 123 Ngô Gia Tự, Nha Trang, rất là nổi tiếng. Tiệm bún cá này ở đây là trên 45 năm rồi các bạn. Người ta làm tươi rối, ngon lắm các bạn ơi. Mà mình đi vào buổi chiều, để biến chiều không, để không có nóng, ăn nó mới ngon. Đó, các bạn coi nè. Bún chả cá mà cá của người ta nấu ngon lắm. Ăn ngon cực kỳ luôn. Cho các bạn xem cái nồi nước lèo nè. Đó, còn chả cá nè. Ồ, nhìn ngon chưa? Ở đây mình có đầu cá không gì chị? Không, giờ mình nấu nạc không em. À, nấu nạc không, không có đầu cá hả? Dạ. Có đầu cá nó rất xương á. Dạ. Cho em ít bún thôi. Dạ. Cho tôi. Dạ, ít bún mà nhiều nước lèo á, thích ăn nhiều nước lèo. Tôm là bưng. À, một tô 45 ngàn. À, mình ăn một tô ít bún mà nhiều nước lèo, tại mình thích húp nước lèo đó bạn. Đó, cái đó là cá đó, mình thích ăn cái cá đó đó. Ôi, ngon chưa? Đậu gì ăn hả? Chưa gì. Rồi, nay tôi ăn bún cho hai em. Rồi, có hành phi không chị? Có hành phi không? À, có, nếu thích cô để vô. Dạ. Không ăn hành phi. Ồ vậy hả? Thích ăn dạ. Thích ăn thì cô để thêm vô. Dạ. Dạ. Cá này gọi là cá gì ạ? Cá nhà mình nấu là đa phần là cá cờ và cá ngừ. Cá cờ và cá ngừ. Đúng rồi. Cá cờ là cái loại cá đó nó rất là ngọt nước. Dạ. Cho nên là mình là chuyên xài cái đó. Trời gió trời động không có nhưng mà mình vẫn có cái nguồn hàng đó. Dạ, cho hành phi. Hành phi dạ. Xong rồi đó là ở lúc nào cũng có cho khách ăn. Ôi, hấp dẫn quá. Trên ơi. Ồ, hấp dẫn quá luôn. Coi cái rổ rau nè, nguyên cái thao luôn, đừng nói cái rổ. Rau muống chẻ, ngon ha. Ở trên bàn là người ta có mấy cái hũ này nè, nhìn ngon lắm. Một cái là nước mắm, rồi tới tương ớt. Cái này ớt người ta xào á, người ta gọi là rim á. Cái này là mắm tôm. Rồi nguyên cái hũ ớt này là mình kết chức. Cái này là ớt xay. Ôi ôi, nó thơm lắm các bạn ơi. Rồi nguyên cái dĩa chanh và ớt nè, các bạn thấy không? Ngon ha. Đũa muỗng ở trên bàn với chén cho mình chấm nè. Còn giấy này là giấy lau đũa muỗng nè. Các bạn nhìn nè. Phải nói là biết gì không? Ăn một lần nhớ mãi là cái tô này nè các bạn ơi. Rồi mình ăn xong mình cứ thèm cái, mình cứ vương vấn cái miếng cá của người ta nấu á. Và cái nước lèo á, rồi cái chả cá nữa cũng rất ngon cực kỳ luôn các bạn. Mình ăn mình thèm mà ở bên Mỹ thì bảo đảm là không có cái nước lèo mà nấu giống vậy. Người ta nói nấu mà mình thèm chảy nước miếng luôn rồi, sứa tươi lắm. Sứa tươi cực kỳ luôn á, ăn nó sực sực ngon. Nước lèo trong veo các bạn. Mời các bạn nha. Rồi nguyên dĩa rau nè. Ừ. Rau muống chẻ ngon quá à. Ôi. Cho rau vô vậy ăn đã lắm luôn á các bạn ơi. Chả cá. Chả cá da hay quá à. Chả cá chiên và chả cá hấp. Này là tô đầy đủ 45 ngàn. Ôi mình thèm cái miếng cá này lắm nè. Ngon ghê luôn á. Rồi cho một muỗng ớt vô. Có rồi mà giờ cho nữa tại mình thích ăn cay. Cái nước lèo nó ngọt ngay à, đã dễ sợ luôn. Bình thường á thì gì không ăn hành mà quay với tô bún cá mà không có hành nó còn không ngon. Dạ chiên. Dạ chiên nó ngọt mà nó giòn nó ngon lắm. Mâm ớt. Nó chả dai mà nó giòn ngon ghê. Cũng may cái nước lèo nó nóng cho nên cái hành nó chín, ăn nó đỡ. Cá
thịt cá chắc, thịt chắc tươi các bạn, thịt cá tươi ngon nè. Ra Nha Trang các bạn nhớ ăn thử cái món bún chả cá Nha Trang nha. Bán này, cái tiệm này bán ngon cực kỳ luôn. Bán nguyên ngày thì sao, bữa mình đi buổi trưa. Công nhận cái món tôm này ăn với là bún cá hộp dễ sợ luôn á. Bạn nào ở Nha Trang mà thích cái tiệm này hay là không thích tiệm này, nhớ để ý phần bình luận giùm cái tiệm. Hay là bạn thấy có tiệm nào ngon hơn tiệm ở đây mà mình không biết đó, nhớ để ý phần bình luận giùm nha. Tới Nha Trang thường thường bạn đi ăn ở đâu nè? Chuyến đi này á là mình không có định ghé Nha Trang các bạn, mà tự nhiên đưa hoàn cảnh đẩy đưa công ty nói tới đây chị nên đi Bình Phước đi, quay cho khán giả của chị coi. Đó lý do tại sao khi chưa có mặt ở đây. Mình xong rồi sau đó mình cũng không nghĩ, lúc mà mình đi tới Vinpearl mình không nghĩ mình đi ra đây, thì mình nghĩ là mình sẽ ở trong đảo mình chơi, thì trong đó có nhiều trò chơi lắm. Vậy mà cuối cùng cũng nói thèm bún cá quá thôi đi ra đây ăn. Em ơi, ở đây mình mở cửa mấy giờ vậy? Tới mấy giờ? 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm luôn. Trời ơi, ăn không có đủ các bạn, không có đã, cho nên gọi thêm tô bánh canh. Bánh canh mà nhiều cá nè. Trời ơi coi nè. Bánh canh ở đây á, Nha Trang là tặng giống như cọng bún vậy đó các bạn. Đó, bạn thấy không? Lạ không? Đó, bánh canh ở đây là vậy nha. Lúc đầu mình ăn mình cũng hơi bất ngờ, mình nói ủa nó nhìn bún mà. Nhưng mà mình nói không, cái này là bánh canh. Nước lèo y chang nhau nha các bạn. Chỉ có điều là cái sợi bánh canh với là sợi bún khác nhau. Ngộ ha. Nghe cái khúc cá này chấm như là mắm, mắm tôm ăn. Mời các bạn chấm mắm tôm ăn nó lạ, nó ngon hơn các bạn. Ở Nam Cali còn có cái tiệm giống như mình nghĩ chắc lắc lắm luôn á. Chả cá bọc da nữa. Cái cá ngon quá. Ăn ở đây rồi mình mới biết cá cờ, tỉnh nào giờ đâu nghe cá cờ đâu. Các bạn nào biết cá cờ là cái gì không? Ăn cá nhất là cá tươi rất ngon. Thêm đi rau má đậu xanh. Rau má đậu xanh tươi ngon ghê, 10.000 đồng luôn. Bây giờ Kitty đưa các bạn đi tới cái địa điểm kế tiếp. Khi tới Nha Trang nên thử. Này là bạn mình nói nha, mình không biết mà mình nói, bạn mình chia sẻ mình địa điểm nào, mình tới địa điểm đó mình ăn. Đi ha. Cô ơi tính tiền cô ơi. Đúng rồi em. Ba tờ 155 đây mình ăn tổng cộng 3 tô 45.000 tô thôi, đưa 500.000 thôi, lợi là 345. Thì ngang thấy anh này bán mía thấy thương quá, bán một cây hình như có 20-30.000 à. Cũng lịch sự lắm. Đây là tiệm mà mình nói với các bạn nè, gỏi khô bò đu đủ ngay chỗ cái góc bùng binh này luôn nè. Địa chỉ mình sẽ để trên màn hình nha. Bây giờ mình băng qua đường bởi vì đậu xe bên đây ha, đậu xe là đậu bên này, rồi mình đi qua đó mình ăn. Đó, các bạn thấy không, ở đây nghe nói là ngon xuất sắc luôn á, cho nên là phải ghé đi thử. Địa chỉ là 14 Hàng Thuyên. Thuyên là giống như là thuyền mà không có dấu vậy đó. Đậu hũ đá nè. Có nước cốt dừa nữa. Ui, nguyên một cái nồi đậu hũ nè, ngon quá. Ồ, cái tiệm đu đủ này á, là người ta làm trên 30 năm rồi đó. Đó, đu đủ quá trời quá đất nè, bán đắt lắm các bạn ơi. Mình đi giờ này là chưa có đông đâu. Ôi, ôi, đây nè. Đu đủ nhìn hấp dẫn chưa. Rồi cái khô bò nhìn ngon quá chừng luôn á. Một dĩa gỏi khô bò đu đủ bao nhiêu vậy em? 18.000 hả? À, đó, 18.000 một dĩa. Vẽ ra rồi chứ chưa được gì trơn. Ngon quá. Đây là cái menu nè. Đã để giá tiền trên trên này luôn đó. Mang về thì nó mắc hơn chút xíu. Đây, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không nè. Một dĩa 18.000 mà quá trời quá đất luôn á. Cái này là phải cho ba cái loại sauce của người ta vô. Đó.
Đó, thứ nhất là cái sốt tương ớt. Thứ hai là cái sốt giấm này. Đó, cái này là giấm chứ không phải sốt nữa nha. Thứ ba là người ta cho nước tương đậm đặc vô. Đây, tương đậm đặc là nước tương này nè. Rồi, xịt vô. Mình tự pha sốt luôn các bạn, mắc cười không? Chứ đây người ta không có pha sốt đâu. Rồi ha, bây giờ á, trộn trộn lên ăn. Chỉ vậy thôi đó, đơn giản không? Đơn giản như đang giỡn. Vậy mà nổi tiếng hơn 30 năm rồi đó. Mà nãy mình quay các bạn thấy không? Người ta đem ra bao giống như bao tải cỏ đu đủ vậy đó. Các bạn nhìn nè, cái cọng đu đủ nó tươi, thiệt là tươi luôn nè. Trời đất ơi, mình gấp lên là mình thấy cái độ tươi của nó à. Nó cứng cứng á các bạn. Thôi mình nói nhiều làm cái gì, bây giờ mình ăn trước đi. Đó, như vậy nè. Mời các bạn nha. Cái bàn nó hơi eo hẹp cho nên là phải cầm lên vậy ăn nha các bạn. Cái gan nó bùi béo béo, có vị ngọt. Cái gỏi tươi quá các bạn ơi, nó giòn ngon á. Ăn chúng miếng đu răm ngon hết rồi luôn á. Mà lần đầu tiên mình ăn gỏi đu đủ mà tự làm nước chấm, nước sốt luôn các bạn. Nếu cái thì chưa có ăn bún cá, quất tô bún cá đầy ắp á, là mình có thể ăn ba dĩa như thế này. Hôm nay là đưa các bạn đi tới những nơi nổi tiếng nên ăn, nhất định phải ăn khi tới Nha Trang. Vừa ăn vừa cười trong sự sung sướng. Mình hỏi em ơi, ở đây người ta có giật điện thoại không? Em nên trả lời rất dễ thương, dạ có. Mà em giật á. Ở đây người ta nói an toàn lắm, không biết có phải không. Nhưng mà mình nên tin những người local ở đây. Còn nếu mà bị giật là mất đền tiền. Có cái bò miền Trung á, khác miền Nam, tức là về Sài Gòn á, đó là nước sốt. Nước sốt của người Sài Gòn á, người ta có nước sốt của cái gan cháy đen nữa. Mỗi xíu vô trong đó. Và người ta cho tương ớt, không phải tương ớt này các bạn. Ăn này nhớ gõ cầu bò Lê Văn Tám, công viên Lê Văn Tám. Không biết giờ ở đó các bạn biết bao giờ người ta bán một dĩa bao nhiêu không? Cả năm rồi mình chưa ăn. Năm rồi coi chị có đi quay á, quên giá. Kêu ly nước ép, cam dắt. Dắt tươi ngon quá. Về đây mình thích uống cam dắt lắm. Em ơi cho chị đi chưa kịp nói là em để lên cái bàn rồi. Trời nó nhanh như một cơn gió, này còn nhanh hơn cơn gió luôn á. Vừa đó em ơi cho chị ly là em để lên cái này là đậu hũ. Nãy nhìn thấy ngon cái sợ đậu hũ là có nước cốt dừa nữa các bạn. Nó béo. Không có nước đường hết á. Ở đây làm đường cát, không có nước đường giống như miền Nam mình nước đường mà có nước cốt dừa. Ở đây miền Trung là ăn với đường cát chứ không phải là nước đường gần như mình, béo dữ sợ luôn. Đáng thử, tới đây nên thử, ngon hay dở tùy khẩu vị mỗi người. Nhưng mà mình thấy nó lạ lạ. Và các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tới địa điểm kế tiếp. Cái chỗ này mình rất là thèm luôn á, là mình tới đây là mình nhất định nên ăn. Đó là gì? Bây giờ mình đưa các bạn tới nha. Rất là ngon luôn á, khi chi ăn mà khi chi thèm. Tới nỗi mà về Mỹ mà mình thèm luôn á các bạn. Mà không có ăn bên Mỹ, mình ăn rất là nhiều chỗ, không có chỗ nào ngon bằng chỗ này hết trơn á. Cái tiệm kế tiếp mà Katie muốn chia sẻ các bạn là nó sát bên luôn, mình đi bộ lại cũng được nữa. Nem nướng của Đặng Văn Quyên. Mà mình ăn hai chỗ, mình thấy chỗ cũ ngon hơn nha các bạn. Đây nè, chỗ cũ nè. Địa chỉ, số điện thoại trên màn hình nè. Còn địa chỉ là 16A Lăng Ông, Nha Trang nha. Địa chỉ nó hơi xa tí cho nên các bạn khó đọc. Có gì mình để trên màn hình cho các bạn nha. Mình thèm nem chua nướng ở đây ăn cực kỳ ngon. Ăn một lần là mình nhớ cả đời luôn. Mình nói thiệt, chưa bao giờ thấy ai mà làm nem chua nướng ngon vậy luôn á. Rồi bên về bên Mỹ mình cũng mua, mình về mình thử mình nướng vậy mà ăn không có giống các bạn. Mấy em nướng bằng than cho nên cái hương thơm lên nó ngon lắm. Mà ở đây người ta làm cái nem á, lúc mà ăn á nó dính sao á, ăn cái nó lôi cuốn mình hoài à. Lần trước mình về á là mình đi vô đây mình ăn, trời đất ơi các bạn biết không, cái nem nướng Ninh Hòa của người ta mà chấm cái nước sốt ngon lắm. Nước sốt người ta làm ngon thiệt luôn á. Nhưng mà bây giờ mình no rồi, để ngày mai mình tranh thủ mình quay lại mình chia sẻ các bạn nha. Còn bây giờ là mình ăn nem nướng mình chia sẻ các bạn trước. Các bạn thấy đông nghẹt không? Trời ơi, đông thiệt là đông luôn các bạn. Coi nè, người ta làm bán nè,
này là to go nè. Mà cái bánh tráng của người ta ăn liền lắm các bạn, nó dẻo dẻo giống như là bánh tráng phơi xương á. Mà mấy cái bịch nem mà gọi mà nem người ta chiên sẵn á, để mà gói chung với lại ăn với nem á, cũng ngon nữa. Các bạn coi nè, người ta làm có hệ thống hết trơn. Ăn một lần là nhớ cả đời á, là mình nói là cái tiệm này nè. Nhưng mà nếu mà bạn ở Nha Trang hay bạn không ở Nha Trang mà bạn thấy nem nướng nào ở Nha Trang ngon, các bạn đi phần bình luận giùm KT. Có gì mình quay lại đây mình sẽ ghé mình ăn. Đây các bạn, đây là địa chỉ mình để trên màn hình nha. Mua mang về khác với lại đây hả ta? Kìa đem về 48.000 kìa. Còn nem chua 5.000 cái, mình mua 10 cái mình nướng là 50.000. Nhưng mà các bạn nhớ coi nói giá nha, tại vì hồi nãy mình hỏi là ba em nói ba giá khác nhau. Lúc mình mới tấp vô mình hỏi là nem bao nhiêu một cái, một em đó nói là 5.000 cái, 10 cái 50. Sau đó mình đẩy xe vô xong lát các em khác ra lấy order, em ấy nói là 10 cái 55.000. Xong rồi sau đó nướng xong trả tiền thì cái anh kia nói 10 cái nem nướng là 60. Ba em nói ba giá khác nhau. Cho nên là các bạn ơi, cứ nhìn bảng giá ở trên bảng giá mình mới quay cho các bạn đó là 10 cái là 50.000. Đó, người ta nướng nó như vậy nè các bạn, nướng nó cháy cháy như vậy nè, nó thơm lắm các bạn ơi. Mời các bạn nha. Wow, bây giờ đông dễ sợ đông luôn đó các bạn. Cái nem nó lúc mình ăn đó, nó giòn, nó dai dai dẻo dẻo. Nó thơm lắm các bạn ơi. Cắn trúng cái hạt tiêu á, người ta để hạt tiêu nguyên hột luôn. Nó thơm lắm. Cái vị chua nhẹ nhẹ mà nó ngọt ngọt. Cái này mình quen, người ta có bán nem chua sống, mình ăn thử cái mình không thích bằng loại nướng, nướng ngon hơn. Còn cay, cay, giống như cái này đi, có hai hạt tiêu luôn à. Khi mà nem ta nướng cái nó tứa ra, nó ứa ra cái mật đó, mật nem á, ngon. Chắc mà ngon dữ sợ luôn á. Ngon quá các bạn ơi. Nhất định ghé đây ăn thử đây nha. Còn nếu mà bạn thấy chỗ nào ngon hơn nữa, chia sẻ cái gì đó nha. 10 điểm không có nhân, xuất sắc luôn các bạn ơi. Trời ơi nó ngon. Ở bên Mỹ hay là bên Cali, bạn biết chỗ nào bán cái nem này ngon, nem chua nướng á, chia sẻ cái gì. Còn hôm nào bạn biết chỗ nào bán mà nem tương tự á, chia sẻ cái kia thì mua về nướng cũng được. Thèm quá, thèm mà mình mua nhiều chỗ về mình nướng ăn không có giống các bạn. Nó chắc, nó thơm mà nó ngon quá, không biết chuyển tả làm sao để cho các bạn hiểu. Video này không ai tài trợ nha, nãy giờ đi ăn toàn trả tiền nha. Ở này cay dễ sợ luôn, thật sự rất là ngon luôn các bạn ơi, không có lố đâu. Các bạn nói mình chuyển tả hơi lố nhưng mà thật sự khi mà bạn tới đây ăn bạn mới hình dung được nó ngon cực kỳ như thế nào. Cái nào mà nó ngon á mình cứ lặp đi lặp lại thôi. Ngon quá các bạn, ngon quá các bạn ơi. Còn nào không ngon mình hay đó ăn cũng được. Đây mình cho các bạn thấy, người ta không cần quảng cáo, không cần cái gì luôn, mình nói thiệt luôn á. Nó đông mà các bạn biết, người ta có tầng thuốc ở trên đó lên lầu nữa, chứ không phải ở đây đâu mà người ta mở mấy chi nhánh đó. Mình biết nữa, mình chỉ biết hai chi nhánh, không biết còn chi nhánh nào nữa không. Nhưng mà đông, đông nghẹt luôn các bạn ơi. Ở đây có nhiều quán nem khác nhau, nhưng mà tại sao cái quán này nó đông là nó có lý do nha các bạn. Quán kế tiếp là các bạn gõ lên quán Cô Thoa nha, mình không có thấy địa chỉ. Bạn mình nói là đó, gọi số điện thoại nè. Bán hồng vịt lòng buổi tối nè, đó. Bán hồng vịt lòng mà cần người phụ luôn á. Các bạn có thể gõ lên 73 Tháp Bà. Đó, đây là địa chỉ ha. Xong đây là có một cái tiệm nước ở đây. Tiệm nước ở đây và tiệm của cô là ở đây nè. Rồi tiệm của cô ở đây nè, đó, cái quán nước ở bên này ha. Các bạn gọi địa chỉ là sẽ tới. Hột vịt lộn nghe nói đây ngon lắm cho nên phải tới thử cho bằng được nha. Ở đây người ta làm cái muối chanh á, nó hơi ngọt, người ta bỏ đường vô các bạn. Không hiểu tại sao ta. Hồi hồi thôi nè. Mời các bạn. Nóng hổi ngon quá à. Ngon. Hôm nay là đưa các bạn đi ăn khắp phố phường Nha Trang luôn á. Nè. Ở đây ăn trứng lợp ăn với đồ chua. Ăn ở đây á là có một cái điều bất lợi là khi mà gọi là cảnh sát tới là phải chạy. Tại vì người ta đang gọi là đô thị gì đi khảo sát á,
Cho nên là cô nói là thông cảm cô, nếu mà người ta tới là phải chạy. Trường thấy luôn. Cái chồng đỏ nó cứng nhắc à. Nó cứng là cứng, ngon. Đúng tuổi lắm, đúng ngày lắm. Nhưng mà có điều cái nước chấm này mình không có ham. Bỏ đường nhiều quá trời. Có bạn hỏi mình về Việt Nam không bị đau bụng hả? Hên quá, Tào Tháo chưa hỏi thăm sức khỏe của cái chị. Có trứng cút lộn luôn nè các bạn. Đó. Ngon rồi chưa? Ở đây có nem nướng luôn nè, nem chua nướng nè, mình gọi mình ăn thử coi so sánh ở đây với lại ở chỗ nãy mình quay cho các bạn chỗ nào ngon hơn. Đây, trứng cút lộn nè các bạn, mời các bạn nha. Cho con mì trứng. Trứng cút lộn mình thấy không ngon bằng hộp vịt lộn, nó không ngọt bằng trứng cút lộn rồi. Thấy cân hết sức không? Nó hai cái à. Không được ngọt cái nước đó, cái nước trứng lộn á nó không có ngọt. Nem nướng nè, cô nướng nó cháy cháy như là mình thích nè. Nem của cô ngọt, cái vị chua rất là ít, ngọt quá. Mình thích đằng kia hơn, đằng kia nó có vị chua. Cô biết nè. Nghiện ngọt quá. Nhưng mà cô nướng nó xém, cháy xém mình thích hơn. Chỉ có là cái vị bên kia nó ngon hơn. Nó tươm ra cái mật á, ăn nó dính dính cuốn lắm. Còn này cắn vô nó ngọt quá. Sẵn ở đây kêu thêm đi rau má nữa. Còn nhiều món ngon lắm mà chắc mình phải ngừng chuyến ở đây tại giờ tối rồi. Rau má cô nàng làm ngon, không có được, không có ngọt lắm. Và các bạn ơi, bây giờ là mình phải tạm thời chia tay các bạn ở đây. Bây giờ là no lắm rồi. Còn những món ngon giống như là bánh căn, mì quảng và bún riêu, chắc mình hẹn các bạn ở dịp sau nha. Nhớ theo dõi đón xem video kế tiếp KTD đâu ăn gì nha. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Nếu mà được bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là KT thấy hắc nhân sâm mà KT đang uống rồi các bạn ơi. Mỗi ngày KT uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì có thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn. Mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa Bảy Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn sâm cũ, sâm cây á, là 8 cây sâm như thế này á các bạn, mà cái món quà có ý nghĩa luôn, mà đang giảm giá từ 300 còn có 179 mà thôi. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm KT, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua hào, bào ngư, chai sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa, rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu,
làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ KT nha. Xin thông cảm cho KT là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng. Nhưng mà mình cũng có kinh doanh cho nên là thông cảm cho KT là đôi lúc KT chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á thì thông cảm cho KT nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ KT, còn nếu không thì bỏ qua giùm KT, đừng có la KT nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun lông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm. Đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US One 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.